hay còn gọi là kỷ tử đen được ví von là thần dược kỳ diệu cho nhan sắc và trường thọ. Trong hắc kỷ tử có chứa oligomeric zoanthonidin, chất chống oxy hóa tự nhiên, có chức năng giúp giảm và sửa chữa các tế bào hư hại do hậu quả của viêm. Oxy hóa xảy ra do các gốc tự do gây ra. Các nghiên cứu chuyên sâu cho thấy rằng mức độ chống oxy hóa của chất này lớn đến hơn 20 lần vitamin C và 50 lần vitamin E. Có thể dùng để hãm trà, mỗi lần dùng khoảng 5 gram với 200ml nước ấm 60 độ C. Đặc biệt hắc kỷ tử sẽ thay đổi màu sắc tím hoặc xanh biếc theo độ kiềm trong nước. Và những ngày thời tiết oi bức, có thể bảo quản nước trà trong nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh hoặc dùng kèm với đá. Thứ trà này giúp cho cơ thể được thanh lọc, giải độc cơ thể, duy trì nhan sắc tươi trẻ tràn đầy sức sống, hồng hào tươi sáng.